thật sự là công nhận mấy tháng đầu rất là kinh khủng. Đúng rồi. Tại vì nó mới, mình chưa có khả năng chịu đựng được. Bây giờ thì nó khác ở chỗ là em đi học, em gửi con, xong rồi em về em rước con, rồi em chịu đựng xe đồ, cho nên chỉ có hai mẹ con. Sợ nhất là khi nó bệnh thôi. Có hôm em đang ngồi học, cô giáo gọi nó bệnh phải rước nó về. Đâu rồi em đang ngồi học vậy đó, mình phải kiếm cách để mình ổn thỏa việc học, làm cho lo cho con. Mà em tên là Xuân Vi, em 25 tuổi, em là sinh viên năm cuối của trường Đại học California Fullerton, ngành nghệ thuật giải trí và hình. Em làm việc part time ở một văn phòng thuế. Và con em năm nay gần 3 tuổi, con trai. Cảm giác của em khi mà biết cái tin mình có bầu á, nó làm sao? Nó hồi hộp không? Hay là nó làm cho mình bị stress nhiều hơn? Lúc đầu là em kế hoạch, sau đó thì em không kế hoạch nữa, quyết định là học cho hết năm 2. Năm 2 lấy chồng rồi tính sau. Thì bất ngờ là mình có em bé. Mà cơ địa em cũng là cơ địa không có con nữa, nhưng bởi nó lại càng bất ngờ. Dấu hiệu nào để em biết mình? Thì em muốn ngán lên không biết, nhưng mà là chị dâu có ghé thăm em, cho nên em thử. Ủa sao tự nhiên có cái chị dâu ở đây? Vợ của anh em á hả? Không, là chị chồng, chị dâu là chị chồng. Chị dâu vợ của anh? Không, là chị chồng. Chị dâu mỗi tháng đó chị. Chị dâu mỗi tháng. Trời ơi. Ai biết cái gì không? Mà tưởng là chị dâu là chị. Thì đó thì đó là chị chồng đó. Ủa sao tự nhiên đâu có liên quan gì đến chị chồng? Chồng em đâu? Lúc đó hai vợ chồng muốn đi xa, tại em học ở Cali, chùa em Cali. Nên chồng em xe đồ. Em mua que. Nhưng mà cái que đó là nó không có giống như cái que truyền thống này lên hai vạch. Cái que của em mua thì nó lại là dấu cộng, có nghĩa là nếu mình có bầu nó sẽ hiện lên là dấu cộng. Thì em mới nghĩ chắc không phải đâu ha. Em vô phòng rác, xong rồi em mới download cái hình trên Google, em nói chồng em là hai vạch rồi đó. Cái chồng em kiểu hoảng lại sợ sệt, xong cái em gọi em cười quá trời cười, xong rồi em thấy có gì đó kỳ sai ở chỗ này. Google lại cái quen này riêng này, nó nói là dấu cộng. Sau rồi em mới lục lại phòng rác, em mới nói không thiệt rồi đó. Cái chồng em lại nghĩ em giỡn, thì đấy đó là chồng em lại nghĩ em giỡn. Em nói hả, em phải gửi hết tất cả các thông tin này kia nọ. Cảm giác của ảnh như thế nào, tại vì còn trẻ quá. Chồng em thì là một người rất là, em nghĩ là đạo đức. Có nghĩa đó lý do tại sao em trọng chồng em. Dù có khó khăn cỡ nào, em biết chồng em sẽ không bao giờ bỏ đứa bé. Cái quá trình mà mang thai á, nó diễn ra đối với em nó có khó khăn không? Vừa đi học mà còn vừa phải lo công việc rồi mang thai như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Em không ngán, em nghĩ mình cũng may mắn. Nhưng mà vấn đề là em bị khó tiêu, giống như là một tuần cứ ói 2-3 lần vậy đó mà tới ngày đi sinh luôn. Là vẫn bị cái vấn đề đó. Vấn đề nữa là ăn không thấy ngon lắm. Thường mình nghĩ là cái 3 tháng đầu tiên cứ ngán. Rồi đôi khi hai vợ chồng có mâu thuẫn cái gì không? Mâu thuẫn lớn nhất là chồng em có một con chó, nó là dạng Pomeranian, chó nhỏ á chị. Cho nên nó có một cái đặc tính là binh chủ, có nghĩa là chỉ có một chủ thôi, cho nên là nó sẽ tranh. Nó có một cái nó sẽ tranh. Thì ví dụ như là em hôm đó chồng em về, em mở cửa gì nào, cái nó đứng trước cửa, nó thấy em giống như là kiểu tranh gì đó, nó cắn em. Đó, nó cắn em thì em có nói với chồng em là phải dạy nó đi. Xong rồi chồng em cũng kiểu không, tại thương nó quá. Thương nó quá cho nên là cứ chửi sơ sơ, xong rồi không thì nó cũng dạy à. Xong rồi hôm đó em có post một cái post trên một cái group gọi là con 2017 á. Thì em mới nói là có cách nào dạy chó không? Có một cái cô bà mẹ bến sữa comment là làm thịt cay. Xong rồi em nói vấn đề là em chỉ muốn dạy con nhỏ thôi. Xong rồi thì không may á là có một người screenshot nó lại và đem vô một cái hội gọi là hội YouTube hô đồ hay gì á. Xong rồi bắt đầu nguyên cái hội đó chửi quá trời chửi em anh chành luôn. Có một người nhắn tin riêng cho chồng em nhắn tiếng Anh, tại vì chồng em không có hiểu tiếng Việt đâu. Thì mới nhắn là kiểu vợ mày đang có ý định giết con chó rồi gì ta. Đúng rồi, ở bên đây chó dạ, chó người ta rất là quý. Xong rồi chồng em đưa cho má chồng em coi, tại không hiểu tiếng Việt, kiểu cũng tại vì cái post là post tiếng Việt. Xong rồi cũng giận nhau một tuần, nhưng mà em nói là em đâu có ý định gì đâu, em chỉ muốn dạy con chó anh thôi. Mà lần đấy em cũng buồn tại vì mình bị công kích á chị, mấy người trên mạng mà rủa con mình nữa chứ này kia nọ nữa. Rồi xong thì lúc đó thật sự em có ghi một cái câu đó là em sợ sau này á, khi mà em đẻ em bé ra thì nó sẽ tranh với lại em bé, nó làm hại em bé thôi chứ không phải là vấn đề gì xa hơn nữa. Thường thì là con so sẽ là
9 tháng 10 ngày ha. Ờ. Nhưng mà sẽ là sớm, em là bao nhiêu tháng là em bắt đầu? Em gần 41 tuần. 41 tuần? Gần 41 tuần, có nghĩa là cái ngày em sinh á, nếu mà em không sinh ngày đó là ngày hôm sau là kích sinh á, induce á. Uh-huh. Em sinh ngay cái ngày 40 tuần 6 ngày. Sáng ngày thứ 7 em đi mo. Em quyết định em đi mo chị. Trời ơi. Em đi quá trời đi để đẻ. Đi tối là đi tới tối về đau bụng quá, mà thường con em nó vậy là từ tuần qua 7 á, bữa nào mà mình làm nhiều á là tối nó đau râm ri, chị không phải đẻ mà nó cứ đau mà kiểu mệt mỏi á, thì tối nghĩ chắc cũng chưa. Xong rồi em buồn ngủ quá, tôi mất ngủ từ ngày hôm thứ 6, em đem nguyên cái mền vô toilet. Em vừa nằm em vừa ngủ mà đau cái bắt đầu rên xong cái nằm ngủ tiếp. Cứ dậy tới sáng em mới là chắc rồi, em kêu chồng em chở em lên bệnh viện. Thì em nằm em chích tim tê epidural á. Xong rồi em nằm nguyên tới tối là gần sáng, rạng sáng ngày thứ 2 luôn. Thì bắt đầu contraction nó tới. Thì bắt đầu em bác sĩ mới lúc là 3-4 giờ sáng á. Mà em không bị bối luôn. Bác sĩ chọc cho mở, em không bị bể luôn. Trời ơi, xong lì rồi. Dưới vậy luôn á hả? Lúc đó là em vô kháng sinh, rồi em thở oxy, rồi em lên cơn sốt, đủ thứ trên trời luôn. Cái bắt đầu là bác sĩ nói ok, bây giờ ta sẽ hút dây cơm với lại forceps cái đầu nó ra. Bị làm khoảng chừng 20 lần thấy không ổn mà nhịp tim nó đi xuống rồi chị. Bắt đầu gọi mà tim em hay là tim em, của em lo không, khóc không, sợ không? Em hoảng sợ, đúng rồi em hoảng sợ. Chị chắc tuột máu. Dạ đúng rồi, lúc nào cũng bên cạnh em thời điểm sinh. Xong rồi lúc mà em tỉnh dậy giống như trong phim, nhìn ra nhìn cái tường trắng á, cái mình đang suy nghĩ mình đang đâu vậy. Thật sự là lúc đó cái mình em bị hôn mê cho nên mình không có nhanh như bình thường nữa. Cái đầu mình vẫn từ từ. Mà con em có 2.6 kg. Nó không có bự chị, nó chút xíu à. Nó nhỏ, nó bị vàng da, rồi kiểu cái đầu nó cũng bị mốt á chị. Tại forceps á, nhìn tội nghiệp. Nó không chịu bú nữa. Còn bây giờ thì đứa nhỏ khỏe rồi đúng không em? Bây giờ em mới phát hiện ra một điều khác ấy, là hồi 2 tuần em hồi xưa em bị đau bao tử á, cho nên em bị HP. Thì em mới nói chuyện với bác sĩ riêng của em á, là muốn xét nghiệm em bé có bị HP không. Okay. Thì cuối cùng bác sĩ mọi thứ thì ok, chỉ có vấn đề là người ta phát hiện là cơ thể của nó không có hấp thụ dinh dưỡng tốt. Cho nên là em nuôi bé thì nó cũng như vậy chứ nó không có mập. Đừng có lo là đứa nhỏ nó mập hay cái gì hết á. Quan trọng là nó phải khỏe. Cái sức đề kháng của đứa nhỏ có. Em thấy nó vẫn hơi yếu. Hồi em bé em lần đầu tiên mà nó bị tiêu chảy á thì trời ơi, tiêu chảy không phải vấn đề mà là vấn đề nó ham cả da nó nhạy cảm. Cái đó đứa nít nào cũng bị trải qua hết á. Nó cái mông nó như bị phỏng vậy chị. Nó đỏ chót vậy nè em, mà nó khóc cơ, nghĩa là nó khóc vì nó bị đau á chị. Nó không nằm được mà nó cứ lắc không phải nằm cái tả của mình nó khô khô ấy. Sau em đăng lên em hỏi các bà mẹ là bây giờ có cách nào không, tại nó chưa bao giờ nó bị ham cho tới khoảng tháng thứ bảy tháng thứ tám. Thì sau khi một hồi thì em đọc những cái sự giúp đỡ và xong rồi em nghiên cứu thêm nữa, thì em dùng kết hợp cho con em một cái loại thuốc này một cái loại thuốc khác. Kể cả đi bác sĩ, em đi ba bác sĩ cho ba thuốc không nào hiệu quả mà càng nặng hơn nữa. Rồi sau đó là kết hợp những cái thứ mình nghĩ là nó khoa học áp dụng cho con mình, thì cuối cùng 3 ngày là nó lành hẳn luôn chị. Nó không có một cái gọi là bé nó lành hẳn luôn. Thì em có post lên hội bài đó cũng được lên báo vậy á. Trời ơi, em vẫn dùng cho tính bây giờ tại vì nó rất là hiệu quả, mà nó không cầu kỳ nữa. Nó không cầu kỳ, nó dễ làm. Nó có ông bà ngoại, bà nội gì được mà ba mẹ em ở Việt Nam hết. Ba mẹ có một mình bà nội thì đi làm buổi tối, sáng thì ngủ cho nên cũng không có ấy bà nội được. Bà nội cũng vậy. Rồi sau đó thì mà em bé hay khóc, nó hay khóc lắm chị ơi, cho nên em không có thời gian nấu luôn. Nhiều khi mà nó khóc mình vừa buông xuống mình làm bên đây là nó nấy. Rồi nhiều khi em đói, em nhịn đói gần như cả ngày. Trời ơi. Mẹ chồng em về mệt quá luôn á, tại vì thật sự ra thời điểm mà nó vừa ngủ lại em muốn ngủ luôn, tại vì mình buồn ngủ nữa cho nên khỏi ăn luôn. Chào chồng em về như là ngày nào cũng phải chờ về cho chồng em đỡ một chút xíu em đi ăn gì đó. Nhưng mà anh vẫn chia sẻ với em có, đúng không? Bồng thay con, thay tả. Ăn được hết, tắm được luôn. Em là người thay tả cho con lần tiên. Đeo bao tay chị, lần tiên lấy bao tay đeo cho mình đi. Sợ vô. Thật sự là công nhận mấy tháng đầu rất là kinh khủng. Đúng rồi. Tại vì nó mới, mình chưa có khả năng chịu đựng được. Bây giờ thì nó khác ở chỗ là em đi học, em gửi con. Xong rồi em về em rước con, rồi em kiểu nó xe đồ, cho nên chỉ có 2 mẹ con. Sợ nhất là khi nó bệnh thôi. Có hôm em đang ngồi học, cô giáo gọi nó bệnh phải rước nó về. Rồi em đang ngồi học vậy đó. Mình phải kiếm cách để mình ổn thỏa việc học, làm cho con. Vậy thì em cũng là dạng ở dâu mà đúng không? Ở má chồng. Vậy thì mọi người có chia sẻ những cái cảm xúc cùng với em không? Đã trải qua nhiều thứ thì có nhiều vấn đề. Nhất là cái vấn đề con chó là thứ hai. Nó thì thật sự là khi mà con em 15, 16 tuổi, 16 tháng mà chó cắn chị. Hả?
bị chó cắn. Nó ganh tị. Đúng rồi, ganh tị. Lúc đó em đang nấu ăn thì em không biết là chồng em đi tắm, thì em nghĩ là chồng em thường coi con em nấu ăn. Thì chồng em vừa vô toilet nói thì đứng ở ngoài nó đợi. Con em thì đứng rồi nó phập một cái, nhóc em thét lên một cái là em biết chuyện gì xảy ra rồi. Xong rồi bắt đầu tức tốc chở vô bệnh viện. Rồi xử lý cái chú chó đó như thế nào? Cuối cùng cũng vậy. Cuối cùng thì thật sự là có nhốt nó, mà nhốt á là thường khi nào mà em ở nhà còn chồng em về vẫn thả nó ra, thì cái tính nó là như vậy rồi. Nó là cái thực sự cái giống mà chó nhỏ vậy, nó sẽ có bản tính như vậy. Không đâu, chị nghĩ là vì gia chủ có giống chịu như có quá. thêm một người thành một thành viên mới á, thì cái sự ganh nó có. Chị nhớ là lúc mà chị mang bầu đứa đầu tiên đó là Sonic á, thì khi mà vừa mới sanh xong thì chị để em bé, thì đặc biệt chó nhà chị nó không có cắn nhưng mà nó nằm bên cạnh thôi anh. Vậy hả? Trời, nó cứ nằm bên cạnh thôi mà nó giống như nó đẩy cho nó, giống như là nó muốn dựa cái hơi á. Chó nó vậy, nó trung thành lắm, trung thành với chủ lắm. Em có nuôi con chó 12 tuổi á. Vậy á? Nên không phải là em ghét chó, thật sự là em nhà em có nuôi chó và tới bây giờ em cũng vừa với về Việt Nam em lại mua hai con chó tiếp. Có nghĩa là giống như là em bực á, là không dạy chó thôi. Chứ không phải là vấn đề khác nó hư thôi. Má chồng em nó tính thì cũng tốt nhưng mà vấn đề lúc mở thì có mâu thuẫn. Thì thật sự là bây giờ nói cái sự hôn nhân á, không thể nào biến hai con người xa lạ với nhau trở thành yêu thương nhau liền lập tức được. Tại vì cái người phụ nữ á, Hoàng Anh biết không, khi mà người phụ nữ mà khi mà người ta sanh xong á, người ta dễ bị trầm cảm lắm. Đến mức mà họ không còn muốn nói gì nữa hết. Mà chị hy vọng là em đừng có bị rơi vào cái trường hợp đó. Vài tháng sau em có đi therapy. Thật sự là em có đi. Cái đó bắt buộc là phải đi kiểm tra. Em không muốn mình ảnh hưởng đến con mình. Đúng rồi. Cho nên mình quyết định là mình có hay không thì mình cũng sẽ tìm đến một cái sự giúp đỡ từ người khác. Đúng mình rồi. Sẽ đỡ hơn. Tại vì em xa gia đình em cũng lâu, khá lâu là 7 năm. Em mới về thăm gia đình em là em qua đây 2012 đến 2019 em mới về thăm gia đình, cuối 2018. Cho nên là thật sự là mình cũng một mình đó, hoàn toàn là mình một mình, cho nên nó dễ áp lực lắm. Hồi lúc em nói em mang bầu á thì là em là cái người khỏe đúng không? Khỏe ơi là khỏe luôn. Vậy thì sau khi sanh tương đối khỏe. Tương đối khỏe, rất là tự tin thấy chưa? Em khỏe hơn được. Cái lúc mà em mới đẻ xong em cảm giác em như là người bất lực, có giống như là disabled, là mình vậy, mình không có làm được gì cho bản thân mình á, mình đi cũng không được, mà mình tự vệ sinh cá nhân mình cũng không xong, mình yếu vậy, mình yếu đi á. Phụ nữ sau khi sinh họ hay bị một cái tâm lý là mình sinh con mặc cảm, mặc cảm á. Em thì em luôn luôn nghĩ 18 cho nên đó là bí quyết em sẽ thấy không chưa bao giờ. Hoàng Anh thấy đó, chưa đó là một cái, không một, còn mặc cảm nữa, mình dựa vào cái đó để mình có tìm những cái động lực mình vui hơn trong cuộc sống của mình, đúng không? Em biết em không có thành công cho nên em rất là tự, nói chung là mình về cái khoảng đó em không có lo. Tới thời điểm bây giờ, hôm nào mà trời trở lạnh, chị đang chạy xe nó đau. Nó đau ngay cái chỗ mổ, nó đau ngay bên trong á. Kiểu mà mình cứ bị đau thỉnh thoảng như vậy. Hiện tại bây giờ thì em với ông xã em là sống xa nhau. Dạ. Em bữa này chăm con. Một hai tháng chồng em quan tâm. Em không ở bên đó với chồng. Ngành học của em không có phát triển được ở Washington. Mà nó là về nghệ thuật, nó về Hollywood rồi, đúng Hollywood rồi. Và thiết kế nữa. Bây giờ em mà chuyển về đó thì em phải học lại từ đầu. Thường tối thứ sáu chồng bay. Thì tối chủ nhật chồng em bay về. Bay. Thì chồng em đỡ chán gì chồng cũng làm, dọn dẹp nhà gì cũng làm. Mất nhà làm, nhà làm hết chị. Dạ, được 3 ngày. Được 3 ngày cạnh. Đi ăn, đi chơi. Nhưng mà cha con vẫn phải thăm với nhau ha. Nhìn mặt nhau. Cái ba đó mừng lắm. Vậy á. Qua cái chương trình này thì em có muốn gửi cái đôi lời gì nhắn rồi. Em cảm ơn chồng em á, đã luôn ủng hộ đầu tiên, thứ hai là luôn giúp đỡ cho mọi quyết định của em. Ngay cả khi là em quyết định là em sẽ học lên tới thạc sĩ thì chồng em vẫn chấp nhận. Rồi sau đó là chồng em đảm nhận vai trò tốt của một người chồng, không giống một người chồng mà em cảm giác như một người cha, như một người anh và như một người bạn thân vậy đó. Còn thứ hai là em muốn cảm ơn đến mẹ của anh. Là má chồng em đã sinh ra và nuôi dạy chồng em để trở thành người chồng của em ngày hôm nay. Thông qua chương trình này thì Hoàng Anh và Kim Thiềm rất mong các bạn mẹ bỉm sữa hãy nhìn vào Xuân Vi đây giống như là một cái tấm gương nho nhỏ để mình soi mình, và mình hy vọng là sẽ mình tránh qua những cái xung đột đối với mình và mẹ chồng của mình. Các quý vị nha.